Bộ Y tế vừa có công văn về hướng dẫn quy trình xử lý phản ánh thông tin tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 gửi Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế và Y tế Bộ Ngành. Theo công văn, Bộ Y tế đang triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Đến nay, đã triển khai tiêm được hơn 90 triệu mũi vaccine phòng COVID-19. Tuy nhiên, nhiều người đã được tiêm nhưng còn thiếu, không có hoặc sai thông tin về tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, ảnh hưởng đến việc xác định thông tin về tiêm chủng cho công dân. Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo đơn vị phát triển xây dựng và đưa vào sử dụng chức năng phản ánh thông tin tiêm chủng COVID-19. Nhằm chuẩn hóa việc thực hiện tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân trên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, Bộ Y tế ban hành kèm theo hướng dẫn, quy trình tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân trên nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19. Trên cơ sở thông tin phản ánh của người dân về các vấn đề liên quan đến việc cấp chứng nhận tiêm chủng COVID-19 trên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, các cơ quan quản lý y tế như Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế huyện, Trạm Y tế xã và các cơ sở tiêm chủng sẽ truy cập nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19, thực hiện việc rà soát, phản hồi và cập nhật bổ sung thông tin chứng nhận tiêm cho người dân. Cụ thể, các cơ quan quản lý y tế về cơ sở tiêm chủng phải thực hiện việc rà soát và cập nhật kết quả xử lý phản ánh thông tin tiêm chủng COVID-19 của người dân trong vòng 48 giờ kể từ khi hệ thống ghi nhận thông tin phản ánh của người dân. Trường hợp thông tin phản ánh của người dân trên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 không có thông tin chính xác về điểm tiêm chủng, hệ thống sẽ lưu dữ liệu phản ánh trên cổng thông tin. Định kỳ hàng ngày, các cơ quan quản lý y tế sẽ chủ động phân công cán bộ tiếp nhận và trực tiếp xử lý phản ánh tại địa chỉ tiêm chủng covid19.gov.vn/login. Theo tài khoản được cấp để duyệt thông tin phản ánh cụ thể các trường hợp như sau. Trường hợp thông tin phản ánh của người dân không có thông tin điểm tiêm nhưng có thông tin tỉnh, thành phố nơi tiêm, thì Sở Y tế hoặc Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, thành phố sẽ trực tiếp xử lý phản ánh trên cổng thông tin. Trường hợp thông tin phản ánh của người dân không có thông tin điểm tiêm nhưng có thông tin tỉnh, huyện, nơi tiêm, thì Sở Y tế, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, thành phố sẽ trực tiếp xử lý hoặc cấp tài khoản và hướng dẫn cho Trung tâm Y tế huyện xử lý phản ánh trên cổng thông tin. Trường hợp thông tin phản ánh của người dân không có thông tin điểm tiêm nhưng có thông tin tỉnh, huyện, xã nơi tiêm thì Sở Y tế, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, thành phố sẽ trực tiếp xử lý hoặc cấp tài khoản và hướng dẫn cho Trung tâm Y tế huyện hoặc Trạm Y tế xã trực tiếp xử lý phản ánh trên cổng thông tin. Trường hợp thông tin phản ánh của người dân trên cổng thông tin có đầy đủ thông tin chi tiết về điểm tiêm chủng và thông tin các mũi tiêm, dữ liệu sẽ được đẩy thẳng về hệ thống hỗ trợ công tác tiêm chủng tại địa chỉ tiêm chủng covid19.moh.gov.vn. Các cơ sở tiêm chủng sẽ thực hiện việc tiếp nhận và xử lý phản ánh thông tin chứng nhận tiêm chủng của người dân tại địa chỉ tiêm chủng covid19.moh.gov.vn theo tài khoản được cấp để duyệt thông tin phản ánh. Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho hay, để đảm bảo công tác tiêm chủng được hiệu quả hơn nữa, Bộ Y tế đề nghị Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng Bộ Y tế trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Đó là việc đồng bộ, xác thực thông tin người dân trên nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19, tức PC-COVID, với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, kết hợp với công tác làm sạch dữ liệu tiêm chủng.